Rồi chào các bạn nha. Giờ anh em mình đang nướng heo rừng các bạn ơi. Đây, đây là nguyên bản heo rừng rồi. Ok. Đây nướng mới có 30% chưa chín. Heo rừng nhà mẫu anh em ơi. Nướng với xương. Lửa quá lửa hả? Lửa khét rồi Đức ơi. Lửa cháy dưới kìa. À, mở nó chạy xuống á. Ồ, trở lẹ đây. Xin thủ luôn. Không kéo ra ngoài đi. Đây, nhà mẫu con mấy chục ký các bạn. Theo đường này không có bự con đâu nha. Theo đường có hai mấy ký, hai mấy ba chục ký. Bây giờ nóng quá. Lấy ít mình nướng các bạn. Da là như vậy luôn. Chín ở trong không? Mấy cục bự bự quá, sợ chín trong. Người ta thấy như tôi nhớ heo rừng này sâu lắm. Da nó lông nó đen mà. Là lúc nó làm lông đen không? Thui à. Cái thui hả? Sao làm ra rồi cái da nó trắng? Đã đến một lớp da rồi. À, nó bỏ ra một lớp da hả? À. Tại vì mình không có làm. Thuê người ta làm, tính là thuê người ta làm nó lấy cái đầu, cái bộ lòng, cái bốn cái chân, hết mạng heo rồi ha. Đúng không? Nếu mà biết làm heo thì làm cũng nhanh lắm. Nó làm trong vòng, có người ta làm con mấy chục ký mà làm trong vòng 50 phút xong á. Được không? Dạng này nó không phải chuyên nghiệp. Chứ thầy chuyên nghiệp người ta là ta làm trong vòng là 50 phút à con heo á. Nó nước sôi sẵn có là để vô cái cạo tóc thành ra. Tôi làm ngày một đêm nó làm 100 con rồi. Mấy cái thằng chuyên gia làm lò heo á. Làm giỏi nha nó. Đây là heo đực. Đó rồi. Này là nướng sơ sơ ra đó, mình bỏ xuống mình lấy cái khác mình lên lên nướng. Mình sợ để lâu quá nó khác. Nó trong trong kính này nè, biết không? Kính nó trong rồi nè. Rồi, nướng nó đều quá này, nhưng mà nó chưa đều. Chắc là bự quá hả? Nướng ngoài một chiếc lỗi. Như cọng sườn đi. Cọng sườn này nó vừa có da, nó vừa có mỡ, nó vừa có thịt luôn. Ngon. Cái thịt không có ngon. Thơm quá. Ở dưới trước này, ở dưới muốn nãy là mình sơ lược qua, tái qua cái xong rồi lấy cái khác lên. Đúng rồi. Hôm nay là mấy mình ta 27 hả? 28 hả? 28 hả? Bây giờ anh cứu gì nè Đức ơi. Bây giờ mình nướng hết không hay là mình nướng hết một lần mình ăn hay là mình nướng mấy cục mình chính thức mình ăn chứ mình ngọt trước. Ăn trước. Ai vô chưa à? Có ai đâu, nhập vậy thôi chứ đâu có ai đâu. Bây giờ anh nghĩ gì vậy nè, nghĩ gì nè. Bác. Giờ mình nướng mình ít đi. Đây nè. Chuyên xem ba đẩy vô. Chuyên cái lòng này. Đem trên đó phải không? Ừ.
vừa ăn vừa lưỡi được, anh có cái thùng thùng cao lắm sắt ra thùng sắt á đưa nó nhanh nhanh, nhưng mà nướng cho cái này chín đi, lại từ từ lên cho. Đem lên vừa ăn vừa nhau chín rồi, cái này phải đảo đảo cái nào mà nó giòn để nó ăn sau nữa cũng được. Đúng rồi. Để đi. Để anh nghiên cứu. Anh lấy chắc là để ba cục gạch ở dưới nữa quá ha. Chắc cứu đi. Rồi giờ thì mình đã di chuyển từ ngoài đó di chuyển vào đây. Rồi đây ăn nhậu sung sướng. À đây là có lá chua nè các bạn, lá là cốc nè, cái này ăn bánh xèo nè. Ăn ngon nè, nổi tỏi ngâm nè, ngâm xanh luôn nè. Tỏi ngâm luôn nè. Heo, thao heo luôn. Rồi 5-6 ký nha các bạn ơi. Nướng cái da đó. Nhìn cái da nhìn cái da cũng cho nó giòn cái da rồi ăn đỡ đã. Cái thùng nước cho nó lên đỡ nóng rồi vừa nướng vừa ăn bia quá à, ok lấy bia nó bia thì ở tủ lạnh sẵn đó các bạn bia can với cái can cho nó uống đi, can với Sài Gòn có lộn xộn hết luôn, uống xét luôn các bạn ơi. Uống nhiều lấy nhiều à, nè thơm ngon mà bạn ăn nha, tối đây không chờ bạn nữa. Rồi quất chín chưa? Chín này mình lấy kéo làm sắc nhỏ nhỏ thôi coi mà chưa chín đâu, có một miếng nữa thôi. Hết được rồi, không chín không chín rồi đấy, lấy kéo làm sắc lại thôi coi. Nó chín 100% nha. Thử này chín chưa? Cái này thấy còn ấy không mày? Nếu còn ra thì cũng chín rồi chứ không phải nào chín. Làm sao? Để nguyên cái chè. Để vậy. Tạt luôn. Nướng nhanh con nấu cái miếng giòn giòn đi. Rồi, như vậy nè Đức. À, da vậy nè Đức. Cho đều cái đầu bên kia chưa đó. Đóng rồi Đức ơi. Đóng rồi. Đại đi. Rồi mày bỏ lên đi, bỏ này lên để xung quanh đi. Nó nó. Ừ. Tay dơ. Nè, nó sạch. Hai thằng mày nó giọng coi kìa. Chim nào đây. Rồi, vô. À, vô nữa rồi. Thôi. Ai đó. Đây này, cái kia đấy. Vô. Đó. Rồi các bạn nha. Được không? Ăn được không? Được. Ăn được chứ. Ăn nó bao ngon đó. Đây nè. Ăn được quả như vậy nè, nó đúng rồi đó. Phải cắt ra như vậy. Đó. Cái gói mình cái miếng rau chua này vô à, gói vô à, chấm một miếng muối tiêu chanh, tiêu chanh cay ngọt, không cái mỡ của nó ăn nó dẻo dẻo không ngán nè, không gậy không ngán vậy, cái mỡ nó ăn rất là dẻo dẻo. Đúng mà mình ở ngoài á cái gì cũng có, là ở trong rừng cũng có hết,
đúng không? Trâu rừng cũng có luôn nè, heo rừng, gà rừng cũng có, mình ở ngoài mình có gà, con có hết, tất cả cái gì cũng có. Mà người rừng có không ta? Ờ đúng rồi, hồi xưa là ta ở đó mấy người đó, các bạn có như trái cây cũng vậy nè, mình ở ngoài mình có, là trong rừng đều có hết, cóc ổi sòi nào kia. À cái tỏi này ngon kìa luôn á Đức, cơm chua anh làm á, tỏi làm á. Hả? Con gọi nhận mày đi. Nè, gọi đi chứ em. Tao gọi rồi. Gọi rồi nó giờ ra, ta chưa? Nó ăn tôi xỉu. Hả? Muốn ăn hả? À. Vô dùng bài làm bác ơi. Con này tính là rẻ bằng cá. Ui, hai chỉ heo hơi bắt thành chuồng á. Tính rẻ như cá mình cá giờ cũng... heo mình cũng heo mình cũng 58-60 rồi. Nó ăn ngon hơn ăn được. Thịt nó ăn chắc hơn. Chắc hơn. Thịt mỡ hơn của mình. Còn heo mình thấy chưa? Đó rồi.
ngon. Để anh nấu luôn nóng liền không vậy? Cứ ngồi lại ngồi luôn ăn đó. Cái này bắt anh nhiều bác. Nhiều nè. Nó làm được cái nhà bạn. Nhà nào không đó. Đâu? Hay là em để một bên đi. Lúc nào cũng sửa nóng nóng đi cho mình không khói gì đó. Để qua bên thôi. Cứ để qua bên thôi. Nhiều nó tắt. Anh Nhật mày với thằng Tứ mình họ nó chạy ra cái họ mà hết than nướng á mệt lắm. Lúc nào cũng vậy nó chín. Không khói gì đó. Quên anh điện cho bạn anh. Qua chưa? Em muốn hết rồi hả? Rồi. Đâu lon để đâu rồi? Bỏ lại trước đây đi. Chị mà nó dẹp. Mở ra nè. Thơm ngon mở bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. À. Ngon ghê. Đúng là cái mỡ ăn không ngán. Không. À. Mỡ ngon, hiểu không? Phải như mấy mỡ heo kia đó là ăn lại ngán mỡ ngán làm với mấy cái kiểu đó nè các bạn đó. Chua chua ồ nó đồng lên cái mũi đúng đây là cà pháo ngâm chua luôn giòn. Nè em nói với anh Nhật ăn cái đi.